Xin chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ con Axolotl cho mọi người xem. Hôm nay thì con Axolotl màu vàng của mình thì hiện tại thì mình có một con to như này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái thức ăn dành cho những con Axolotl như này ha. Thì mình nuôi nó thì hầu như là mình cho nó ăn thức ăn nó dạng viên như này thì cho nó tiện đấy, còn không thì mình phải khi nó kén ăn gì đó thì mình phải thay thêm cái bữa ăn dạng những con trùng đỏ mà là dạng đông lạnh, trùng đỏ ha, dạng viên đấy. Nó trùng đỏ dạng đang để đông đá như này đấy. Thì nó có từng vị như này đây, cho mình sẽ lấy ra, lấy một viên đó. Một bữa nó ăn một viên là nhiều lắm rồi. Để ra đây, hiện tại thì nó vẫn là đông đá, để một chút thì nó sẽ nguội, mình cho nó ăn được, cho nó ăn được đây. Đấy, và bây giờ mình sẽ nhử nó coi nó chịu ăn không nha. Để và để ngay cái tầm miệng của nó mới ăn. Mấy con trùng đỏ này thì nó thỉnh thoảng thì trong một tuần thì mình cho nó ăn 2-3 bữa để nó thay đổi cái khẩu vị của nó. Thay vào những cái thức ăn dạng những thức ăn mà dạng viên thì nó mỗi lần mình cho nó ăn rất là dễ, còn mà thức ăn dạng những con trùng như này là mình phải để vào một cái tủ đông và mình lấy ra cho nó ăn, thì thường mình để vô trong nước là nó sẽ tan ra liền, tan ra nhanh. Nó ăn mà giống như vẫn còn bị nghẹn trong cái miệng, nó ăn rất là chậm rãi à.
loài này thì nó cái giống cá này thì nó ăn nó cũng chậm rãi thôi, nhưng mà nó cũng dạng là loại cá mà dạng cá những cá con nhỏ nhỏ thì nó ăn cũng nhanh lắm, nó những con mà nó bay ngang bơi ngang qua bên miệng của nó sẽ chững luôn, nuốt rất là nhanh. Lên mặt nước. Con này thì hiện tại thì cái chiều dài của nó tầm khoảng 20, dài tầm khoảng 20. Mấy con này mà nó chịu ăn á, mà mình nuôi nó tầm khoảng cứ thay nước đều đặn cho nó 1 tuần thay 1 lần thì nó mập mạp cũng dễ thương lắm. Khi mà nó không ăn được rồi nó làm biếng ăn thì cái người nó gầy gò, nhìn nó không có được đẹp à. Mấy con này mà nó không ăn thì nó cũng dễ đi lắm. Những con trùng mà nó vụn như vậy thì nó lại không ăn nữa. Chuẩn bị nó bơi lên. Con này đến 20 cm rồi nhỉ. Thì nhìn cái con này là con mái à. Bơi đây. Thỉnh thoảng nó hay ngoi lên trên mặt nước à. Đó. Nó lại xuống đáy hồ. Chứ nó không bơi như cá, nó không bơi liên tục. Nó dạng cũng ít hoạt động. Nếu con này thì mùa hè thì cái nhiệt độ của nó chịu lạnh rất là tốt ha. Mùa hè thì cái thời 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 tiết nó thay đổi, nên thời tiết nó nóng thì mấy con này nó không thích ứng được, khá là yếu à. Nên là mình phải ngâm đá hay là mình phải mở máy lạnh trong phòng gì đó thì làm mát cái nhiệt độ thì nó mới khỏe được. Nếu mà nhiệt độ tầm 40 độ thì nó rất là khá là nóng. Và đây là một số hình ảnh về con Axolotl màu Golden đen. Đấy, màu Golden đen mà nó chấm đốm đốm vàng đốm trắng đấy, chia sẻ cho mọi người xem. Đây là con Axolotl mái đấy. Thì con này nó cũng ăn chịu ăn trở lại đây tầm khoảng 1 tuần lễ đó, nên là nó nhìn dáng nó khá là mập mạp ha. Còn mà lúc mà nó không ăn được thì nó rất là gầy, khó chịu, rất là yếu à. Con này thì nó dạng thuộc dạng như là con hổ ơi, con giống theo thằn lằn nó thì khi mà đứt tay đứt chân thì nó hay đứt đuôi nữa thì nó có thể nó mọc lại được. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip về những con về con cá axolotl của mình.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo. Bye bye.